Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Khi mà anh em chúng ta chia sẻ về âm thanh ấy, thì JBL luôn là cái tên được anh em nhấc lên gần như là đầu bảng. Đặc biệt là những cái chiếc tai nghe, khi mà những cái mẫu tai nghe từ giá rẻ cho đến cao cấp thì JBL luôn thể hiện mình là một mẫu tai nghe có chất lượng âm thanh tốt và cái độ hoàn thiện của nó rất cao cấp. Và trong video hôm nay thì mình sẽ bán cho các bạn mẫu tai nghe huyền thoại E25BT vốn rất hot ở thời điểm 2018-2019. Nay nó down về mức giá cực kỳ hấp dẫn mà các bạn không nên bỏ qua. Và chi tiết cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Thì thực ra mà nói thì mẫu tai nghe này thì đã được rất nhiều reviewer đánh giá rồi. Nếu như các bạn tìm trên kênh YouTube ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là những nhân vật nổi tiếng như là anh Tony Phùng này, hay là Vật Vờ này, hay những kênh YouTube chuyên về âm thanh đều đã đánh giá mẫu tai nghe này rồi. Và ở thời điểm hiện tại, mẫu tai nghe này vẫn đang được bán ra chính hãng với mức giá xấp xỉ vào khoảng là 1,5 triệu. Đấy. Nhưng mà mình sẽ bán ra cho các bạn với mức giá cực kỳ rẻ. Chỉ là bạn đoán xem ạ. 3 2 1 Intro đã. Đây chính là mẫu tai nghe E25BT huyền thoại đến từ JBL. Nó quá trời là hot. Nó hot không phải là gần đây mới hot đâu, nó hot cách đây vào khoảng 2 năm rồi, mình đã chia sẻ với các bạn ấy. Thì ở thời điểm hiện tại, khi mà mức giá chính hãng vẫn vào khoảng 1,5 triệu, thì mình sẽ bán ra cho bạn với mức giá là 799.000 đồng trên Shopee. Các bạn chỉ cần đặt mua qua đường link ở phía phần mô tả. Đặc biệt dành cho 50 bạn đầu tiên, mình sẽ gửi tặng bạn voucher trị giá 50.000 đồng. Tức là các bạn chỉ cần bỏ ra là 749.000 đồng là có thể dinh ngay chiếc tai nghe này về. Và đây là mẫu tai nghe nguyên hộp luôn các bạn nhé. Đấy, nguyên hộp nhảy luôn. Và chúng ta sẽ có hai màu sắc để các bạn có thể lựa chọn là màu đỏ và màu xanh. Với quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình sẽ lựa chọn luôn hai bản để tùy từng hôm mình sẽ lựa chọn tai nghe cho nó phù hợp với cái màu sắc quần áo của mình. Thì ở đây, đây là tai nghe mới 100% luôn các bạn nhé. Đấy, mình sẽ bóc hộp cho bạn xem. Ở bên trong này chúng ta sẽ có đầy đủ sách hướng dẫn và sử dụng và cả túi đựng luôn. Đấy, lôi ra như này. Đấy. Đây, bên trong này này. Sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái túi để đựng. Đấy. Trong túi này thì chúng ta sẽ có tip để các bạn có thể thay thế tùy từng kích cỡ tai của bạn. Lỗ to hay lỗ nhỏ. Đây là size vừa. Đấy, 3 size luôn, size S, size M, size L, XL luôn. Và đặc biệt đó chính là chúng ta sẽ có một cái kẹp này. Đấy các bạn. Lắp vào nhà và các bạn có thể kẹp ở cổ hoặc kẹp ở gáy để khi mà bạn đeo cái tai nghe này thì sẽ không bị rơi ra. Đấy, để các bạn vận động mạnh nhé. Và mình rất là thích những cái mẫu tai nghe theo kiểu là có dây như này. Tại vì sao? Những cái mẫu tai nghe true wireless nó có cái hay đó chính là nó sẽ không phải dây rợ. Nhưng mà nó gặp tình trạng đó chính là nhỡ may chúng ta bị rơi cái thì khá là đáng tiếc. Thậm chí là như tai nghe AirPods đến từ nhà Apple ấy, còn có những cái phụ kiện đó chính là nối hai cái dây lại với nhau. Thì thay vì thế thì chúng ta có thể lựa chọn những mẫu tai nghe Bluetooth như này. Thì chúng ta có cái độ chắc chắn của nó rất là cao. Và tiếp theo chúng ta sẽ có được tặng đó chính là một cái cáp micro USB. Cái đây chính là điều đáng tiếc ở thời điểm 2020 này. Giá như mà 2020 nó ra mắt từ 2018 thì thôi điều này chấp nhận được. Tại vì là cái này chúng ta ấy, nó sẽ sử dụng cái cổng sạc là micro USB các bạn nhé. Đấy, đây chính là điểm trừ gọi là duy nhất ở trên những sản phẩm này. Tiếp theo mình sẽ mở hộp cho bạn xem màu đỏ. Màu đỏ thì nó sẽ chói chang hơn một chút. Màu xanh này thì Nó lại kiểu mát mẻ hơn. Đấy, đấy, màu đỏ cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, cũng sách hướng dẫn sử dụng và phụ kiện như hệt nhau nhé. Mình sẽ mở cho bạn xem. Lát nữa mình mới chia sẻ đến cái mà thứ mà ấn tượng nhất trên cái mẫu tai nghe này. Đó chính là âm thanh. Chất lượng âm thanh của JBL thì người dùng chúng ta khoái bàn luôn đúng không? Rất nhiều viewer đánh giá rồi và cho ra kết quả đều là cái mẫu tai nghe JBL này đáng mua trong tầm giá hơn 1 triệu. Thì nay mức giá của chúng ta nó rẻ hơn cả 1 triệu thì quá trời là đáng luôn đúng không? Đây, đây. Thứ nhất về phần thiết kế, độ hoàn thiện thì JBL E25BT thực sự là mẫu tai nghe có chất lượng hoàn thiện tốt nhất trong tầm giá mà các bạn có thể lựa chọn. Tại vì sao? Chúng ta sẽ có phần housing này được hoàn thiện từ chất liệu nhựa, nhưng mà nhựa bóng nên nhìn rất là sang. Chúng ta sẽ có phần nhám ở phía dưới và cái phần dây này này, đó là dây bọc dù. Nó rất bền luôn các bạn nhé. Thậm chí là chúng ta răng này được. Thoải mái luôn. Đấy. Chúng ta sẽ có cụm điều khiển và có cả mic ở đây để chúng ta có thể đàm thoại được luôn. Chúng ta sẽ có 3 phím, đó chính là phím này là pause này, rồi thì play này,
chúng ta có cả đây là kèm luôn là nguồn này, cũng như là để pair, các bạn ấn nhấn giữ để pair. Chúng ta sẽ có phím tăng giảm lượng và nhấn để chúng ta phải nick bài. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có cụm ở đây chắc là để chứa pin. Và pin của cái mẫu tai nghe này cũng rất ấn tượng nhá. Khác với những mẫu tai nghe true wireless thì chúng ta chỉ có vào khoảng là 3-4 tiếng thì mẫu tai nghe này nó sẽ có thời gian sử dụng nó lâu hơn, vì nó không sử dụng cái dock này mà nó thay sử dụng luôn ở đây pin. Ở đây thì thời lượng pin sử dụng của nó rất là tốt. Chúng ta sẽ có L và R ở trên cái tai nghe này để phân biệt left right, để chúng ta có thể là chuyển tay trái hay tay phải nó phù hợp nhất. Đấy. Thì thiết kế và độ hoàn thiện của mẫu tai nghe này thì thực sự rất ấn tượng, và mình đã bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mà được các anh ấy review, bảo ui ước gì lúc đấy mình có tiền để mình mua 1,5 triệu, nhưng mà nay mức giá rẻ hơn rất là nhiều thì cơ hội vàng dành cho các bạn đây rồi. Tiếp theo về phần chất âm ấy thì các anh ấy cũng đã đánh giá rồi. Cái mẫu tai nghe này thì được đánh giá rất cao về cái giải bass và giải treble, và nó sẽ phù hợp với đa dạng cái những nhu cầu trải nghiệm của bạn. Các bạn có thể là nghe nhạc mạnh, nhạc EDM này, nhạc đồng quê này, hay là nghe những cái thể loại nhạc nó nhiều treble đều thể hiện rất là tốt. Nói chung là trong tầm giá này thì JBL E25BT đáp ứng đầy đủ nhu cầu trải nghiệm về phần chất âm tốt dành cho chúng ta. Tập trung lại thì cái chính mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là mẫu tai nghe này tốt, được đánh anh em review rất là nhiều rồi, và mình bán cho các bạn với mức giá rất là rẻ. Chứ còn để mà review về chất lượng âm thanh thì có lẽ chúng ta sẽ phải dành riêng một video. Còn chất lượng của nó thì thực sự các bạn có thể tham khảo ở rất nhiều nơi xem là chất lượng của nó rất là tốt. Còn giá như này thì quá trời ưu đãi. Mức giá cũ ở đây nó chính là mức giá cũng đã khuyến mại rồi, chứ còn các bạn thử xem ở trên các cái sàn và xem. Mức giá của mình là rẻ nhất rồi, đặc biệt là chất lượng của mình rất là tốt. Các bạn yên tâm nhé. Các bạn đã mua hàng mà đồng hồ này, iPhone của mình rồi thì các bạn biết mình chỉ bán hàng chất mà thôi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.